Nghe nói con lù của chị nó tính toán giỏi lắm phải không? Biểu diễn cho họ coi đi lù. Một cộng một bằng mấy? Một, hai, bằng hai. Ồ, giỏi vậy thôi. Rồi, khó hơn chút. Ba cộng hai bằng mấy? Ba cộng hai bằng mấy kìa lù? Ba cộng với hai bằng năm. Ồ, con lù của chị nó thông minh thiệt. Chị có bán không vậy? Bán tôi mua. Rồi, khó hơn chút nữa nghe lù. Bốn con vịt cộng bốn con bò ra mấy con ngỗng? Lù lù, ra mấy con ngỗng kìa, con tính coi lù. Tính gì? Tính nữa hả? Trời ơi, nó dễ ẹt chứ gì đâu. Thì bốn con vịt cộng bốn con bò ra tám con ngỗng. Hay không? Tám con đúng không? Để thử thêm cái cuối nữa có nên mua con hay không hello ha. Anh cứ thử tách nó đi, cỡ nào nó tính ra cũng được hết. Năm cái bánh bao cộng năm ổ bánh mì, con tính tổng lại coi nó có bao nhiêu cái bánh tét. Rồi con tính đi luôn, con ra bao nhiêu cái bánh tét. Vậy mà năm cái bánh bao cộng năm ổ bánh mì thì ra 10 cái bánh tét. Thôi chị giữ luôn xài đi ha. Ủa sao vậy anh? Nó tính toán thì giỏi thiệt, nhưng mà tôi giác nó về chắc có ngày tôi biến thành dị nhân quá. Nó cộng hai món khác nhau thành món trất quất.